Trở lại với kênh của mình Baker. Thì hôm nay về một số em siêu phẩm cho anh em coi. Thứ nhất là MT15 nè ha. Con này năm bao nhiêu chưa coi nó quên luôn, xe đẹp quá đi mua. Clip này mình có clip trước á. 2021 4000 cây. Clip trước mình đi mua ở Biên Hòa á, anh em có coi, anh em thích là clip trước anh em coi ha, đi mua Biên Hòa 4000 cây. Mà hơn là tự nhiên về em này 4000 cây nữa, một cặp 4000 cây luôn. Cặp 4000 cây luôn. Thôi bây giờ mình quay em này nhiều đồ chơi trước ha. Đó. Giờ mình dắt xuống cho anh em ha. Rồi sẵn có siêu mẫu 1m6 luôn ngồi cho anh em hình dung. Thằng em bữa giờ chạy xe nhiều quá nên nó không có lên clip mình anh em. Bữa giờ xô chậu là chạy xe 7 chỗ anh em ủng hộ á. Đây. Cho anh em coi 1m6 ngồi MT15. Ngồi em. Nó sẽ nhón nha anh em. Và những con này là có thể hạ phục một chút xíu. Bên mình có bát hạ phục luôn, hạ phục chút xíu. Đó, 1m6 ngồi MT15 nha. Rồi. Ok chưa? Theo như anh em yêu cầu đó. Anh em yêu cầu sao làm vậy? Rồi. Sẵn con R15 luôn anh em, muốn xe rẻ có xe rẻ nha. Xe này R15 mới đi mấy ngàn cây thôi. 10.000. Con này thì rẻ 35 triệu nha. Đó. Bên xuống ngồi Bình ơi, bên xuống ơi. M6 ngồi R15 luôn. Thì hai con này chiều cao yên thì nó cũng ngang ngang nhau em ha. Anh em nào thích chồm thì ngồi con này, anh em thích không chồm mà. Đó, thì ngang ngang nhau thôi. Con này nó hơi chồm xíu, con này cho những anh em mà thích sport bike. Con này là khách hồi trước là mua xe bên mình, xong rồi mua về không đi, không đi nên giờ bán lại. Đó, giá rất là tốt, anh em trải nghiệm tuyệt vời. Cho nên xe nó còn rất là lướt. Mua ta mua về ta không chạy á, còn đẹp lắm. Nè anh em nè, coi gõ giờ gõ dai còn đầy đủ luôn á. Thấy không? Ta mua về ta không sử dụng nên bây giờ người ta nhượng lại. Rồi thì bây giờ tập trung vào cái em MT15 đi. Thì còn Ninja 4 clip trước mình cũng đã quay rồi nha. Ninja 4 siêu cước nè. Còn được hai em đen bán rồi. Còn CBR250 luôn. Đồ chơi thì sẽ giới thiệu anh em. Rất là nhiều đồ chơi. Đây, cái mão. Anh nói gì tới quay cái đó. Cái mão. Zoom cho anh em coi. Có cái mão rất là đẹp. Mão này rất là cứng, rất là mắc tiền ha. Bộ xi nhan nhìn rất là xịn sò. Đó, xi nhan xịn. Hai món. Tay con tay thắng này có thể điều chỉnh. Tay con tay thắng có thể điều chỉnh. Ok chưa? Đó, đây là những món quan trọng rồi. Cái này gọi là chắc lấy lọc cái gọi là gió vô đi. Cái này gọi gì vậy? Gọi là lấy gió vô, người ta lên miếng vàng cho đẹp nè, đó, phong cách. Rồi, ở đây là có chống độ trước ha. Rồi. Thì theo đó là ở đây có miếng bảo vệ các nước luôn. Nói chung là lên đầy đủ đồ chơi cho anh em luôn. Đầy đủ, không thiếu cái gì. Ở đây cái máy đặc biệt nè. Xe này đầy đủ đồ zin nha. Đồ chơi nhưng mà đồ zin không thiếu món nào nha anh em. Đồ zin đầy đủ. Cái này là cái bảo vệ lốc máy. Người ta lên là full sắt luôn. Cái này rất mắc nha. Gần 2 triệu anh em. Cũng là rất là mắc. Đó, bảo vệ lốc máy bằng sắt, đồ zin còn đầy đủ, không thiếu món nào nha anh em. Rồi, số gãy này lấy đồ lau cho sạch nè em, ở trong đây thấy không, nó còn dính bụi nè, thế lấy đào cho sạch. Bộ số gãy nha, bộ số gãy gác chân là còn đầy đủ đồ zin. Bộ số gãy nhìn rất là xịn sò, rất là đẹp. Nãy giờ mấy món rồi ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món. Rồi, cái ốp vàng MT15 nè.
8 món. Rồi, cây bô 9 món. Cây bô độ cho anh em nghe tiếng bô độ. Bô này rất là trầm ấm anh em. Bô này nhiều anh em hỏi có sang không? Thì anh em nào thích thì mình sang lại cho anh em chơi nguyên set luôn nha. Cái này có thể gắn R15 mà T15 được. Rất là ấm. Rồi, bát biển số đúc gầm 10 món. Dè trắng bùn 11 món. Cái dè này cũng lên luôn để cho nó khỏi văng bùn 12 món. Chưa tính mấy cái lặt vặt nè. Cái này lặt vặt ghét chân người ta lên nè. 13 món ha. Ghét chân đẹp. Rồi cho anh em biết không? À, có chống đứng luôn 14 món. Đã. À, xe này mình đã mới thay nhớt luôn. Anh em biết sao không? Tại chiếc xe này á, người ta để lâu người ta không đi á, mình lấy về là mình thay nhớt, mình vệ sinh liền. Cái nguyên lý nó cũng hay lắm. Một cái câu chuyện tình. Thằng em này nó quen người yêu 12 năm. Xong rồi á, xe nào cũng có lý do bán. Anh em mình không những mình đi mua xe mà nó là có một cái câu chuyện. Là cái người em trai này nè, quen 12 năm rồi xong mới sắm chiếc mô tô để chở người yêu đi. Nhưng mà tới đi được, mua được mấy tháng thì chia tay. Nên không thích đi nữa, không thích cái kỷ niệm này nữa, nên bỏ kho. Bỏ kho rồi không đi nữa luôn. Thì thấy phí quá cho nên bán lại cho mình, gọi điện mình để bán lại cho mình. Thì một cảm ơn anh em. Đúng là mỗi xe câu chuyện. Cái này xe không phải người ta chán gì đâu, tại kỷ niệm người ta không thích. Kỷ niệm là thứ đi theo suốt một đời dài. Đó, có chống đứng luôn nha anh em. Đó, anh em rửa xe đồ khỏi cần độ chế gì, có chống đứng đồ lên rồi mình đứng mình quẹt cho anh em coi. Rất là tiện lợi. Xe rất là mới, 4.000 cây không là gì đâu. Hôm nay mình bán cho anh em hết luôn xe, đồ chơi, đồ zin luôn là nhiêu ra 57 triệu đi, 57 triệu. Không có phích nha anh em. Giá tốn mà không có phích, anh em nào phích thì kiếm xe khác nha. Rồi. Qua R15, em này cũng bằng em đó luôn, cũng cùng một màu luôn. Nhưng mà em này 2022 à. Em này thì siêu mới nè. Cho anh em coi. Siêu mới mới luôn. Đó. Thì em này mua xe mới xong rồi qua mình thay nhớt. Rồi hỏi anh mình có mua không? Ok, mua thì mua chứ sao anh em. Anh này thì có được bảo vệ các nước. Chống đổ trước, chống đổ giữa. Xi nhan. Em quay thấy không? Này rất là mới luôn. Chống đổ trước, chống đổ giữa, xi nhan, bảo vệ các nước. Còn bô thì vẫn là đi bô zin. Bô zin thì rất là đẹp. Đó, em này bọc keo nguyên con luôn. Anh em coi, anh em nào thích để anh em con này biển số Sài Gòn nha. Con này biển số Sài Gòn. Có giá đỡ điện thoại nè em. Chợ sáng nè, quay chợ sáng này. Lên nè. Đó. Thấy không? Giá đỡ điện thoại. Chợ sáng, nhiều đồ chơi, bọc keo nha, xe đang bọc keo hết nguyên xe. Con này để anh em 42 triệu nha anh em. Đầy đủ đồ chơi, biển số Sài Gòn 42 triệu, 4.000 cây. Em này Ninja 400, 6.000 cây, 91 triệu. CBR 250 nè, 80 mấy triệu thôi. Ninja 400 cũng vậy. Con này rẻ hơn, con này 87 triệu, full đồ chơi nha, anh em không lấy đồ chơi có bớt. Không lấy đồ chơi có bớt nha, Ninja 100. R15. Con này bữa nãy mình nói rồi, 35 triệu đi. Đó, tại con này nó cũng mới, nhưng mà bởi vì đắt nó cũ, nó là 2019, 2018. Nhưng mà đi ít, xe đi ít, rất là ít. Con này có cây bô hay lắm nè, để cho anh em nghe coi. Quay cây qua đây, quay cây bô nè. Cây bô rất là hay, biển số Sài Gòn luôn. Tiếng giống có tiêu rồi. Có tiêu không? Không có tiêu à. Chờ xíu. Con này thì bên mình đang kiểm tra sẽ lên sóng sau, màu đen đang kiểm tra lên sóng sau. Rồi, ok, anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình.
Ngày hôm nay thì nhân vật mới đó là MT15 với lại R15. Cao cao thì mình vẫn còn nha. Cao cao mình vẫn còn, anh em nào thích 54 triệu. Chạy rất là sướng nha, chạy đường phố rất là sướng. W175, bản nhập Thái nha anh em. Ở quá lộn. KLX155. Ở quá lộn. Nó bị liệu hoài à. Lộn với con WR. KLX150 của Kawasaki. Con này thì rất bền luôn, bao bền. Con này thì mới bảo trì full toàn bộ xe. Thay vỏ đồ á, bảo trì bên hãng á anh em, bên hãng Kawasaki á, là tao làm hết rồi, tao đem qua đây tao bán á. Rồi, thì đó là những xe MT15 nè. Còn là những xe gì nè? MT15 nè, lướt nè, Ninja lướt nè, R15 lướt nè, R15 rẻ nè, Ninja CBR250 rẻ nè, Ninja 400 rẻ nè. Còn con này thì để kiểm tra cái đời rồi xong rồi sẽ anh em sao. Ok anh em ha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Anh em xem clip muốn theo dõi xe thì nhớ bấm like hoặc subscribe cho kênh của Minh Biker. Hoặc anh em theo dõi bay Facebook Minh Biker thì sẽ cập nhật những xe mới về mình chụp lên cho anh em để anh em theo dõi nhanh hơn. Ví dụ anh em muốn mua nhanh hơn thì anh em cập nhật bay Minh Biker để có những cái xe về nhanh hơn dành cho anh em. Thì bên mình luôn có những ưu đãi là hỗ trợ quay đầu với anh em, hỗ trợ anh em UCC nè, hỗ trợ giao lưu đổi xe nè, hỗ trợ bảo hành bảo dưỡng xe cho anh em, làm rất là ok nha. Tại vì bên mình vẫn còn một người anh chuyên làm về xe phân khối lớn nữa, và thằng em mình ở đây thì mình làm những cái nhỏ, còn những cái lớn thì mình có gần nhà mình đó, trong nhà mình trong đây là bảo trì cho anh em đầy đủ, không có thiếu gì, nên anh em chơi xe thì cứ yên tâm mà chơi.